Chào các bạn, năm 1945 có một sự kiện gây chấn động toàn thế giới. Sự kiện thả bom nguyên tử vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Và sự kiện này đã được cho là có liên quan đến một nhà bác học nổi tiếng nhất thời bấy giờ, Albert Einstein. Nếu các bạn thấy hai thành phố này nghe quen quen thì đây, có lẽ là các bạn đã từng biết đến sự kiện ném bom này từ trước đó qua bài tập đọc này. Bài viết được dạy ở chương trình môn tập đọc lớp 5 kể về một bạn nhỏ người Nhật bị bệnh rất nặng do ảnh hưởng của phóng xạ. Bạn nhỏ ấy tin vào một truyền thuyết cổ xưa rằng nếu như gấp đổ 1000 con sếu bằng giấy treo xung quanh phòng thì bạn ấy sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà cuối cùng bạn ấy đã qua đời khi chỉ mới gấp được 644 con. Nói chung là hồi đó đọc xong chuyện là cảm động khóc lóc về nhà, nằng nặc đòi mẹ mua giấy gấp hạt để gấp cho được 1000 con. Nhưng kết quả thì hình như là mình gấp được đâu đấy khoảng 10 con, xong rồi thấy chán quá nên là đem mớ giấy đó truyền nhau để nói chuyện trong giờ học. Quay lại vấn đề chính này. Chuyện là mình được biết đến Einstein là một nhà bác học rất yêu hòa bình. Cho nên khi mà đọc những bài viết nói về sự liên quan của Einstein tới việc phát minh ra bom nguyên tử, nó khiến mình kiểu rất muốn tìm hiểu rõ xem là thực hư việc này ra làm sao. Và cái video này là để chia sẻ với mọi người về những điều mà mình đã tìm hiểu được. Video nói về Albert Einstein và sự thật về bom nguyên tử. Kể sương sương về Einstein một chút nhé. Einstein sinh năm 1879 tại Đức trong một gia đình gốc Do Thái. Nhưng đến năm 15 tuổi thì cậu ta đã nghỉ học và cùng gia đình chuyển sang Thụy Sĩ sinh sống. Lý do là vì quá chán ghét với tính kỷ luật vô lý của trường học. Và tư tưởng bài xích người Do Thái ở Đức bắt đầu lan rộng hơn, khiến người Do Thái ở đây phải sống rất khổ sở. Qua Thụy Sĩ một thời gian thì Einstein bỏ luôn quốc tịch Đức và nhập tịch Thụy Sĩ vì không muốn phải đi nghĩa vụ quân sự và tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa. Quá trình theo đuổi khoa học của Einstein cũng không mấy dễ dàng. Tuy nhiên thì sau khi vượt qua mọi sự khó khăn ban đầu, Einstein đã có cho mình những nghiên cứu vĩ đại để rồi dần dần trở thành một nhà khoa học có máu mặt thời đó, với phát minh nổi tiếng nhất phải kể đến là thuyết tương đối. Và khi Einstein đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng chính là thời điểm sự kiện bom nguyên tử diễn ra. Nhưng mà để hiểu một cách đầy đủ nhất thì chúng ta phải bắt đầu từ mối thâm thù của Einstein và Đức Quốc xã. Năm 1914, từng có một thời gian Einstein quay lại Đức và làm việc với tư cách là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Đức. Einstein đã sống ở đây cho đến năm 1933. Và lúc này, Hitler bắt đầu lên nắm quyền và biến Đức trở thành Đức Quốc xã, kéo theo tư tưởng bài trừ người Do Thái phát triển mạnh mẽ. Nhiều nhà bác học vì mang cho mình dòng máu Do Thái đã bị đàn áp thẳng tay. Einstein cũng là người Do Thái, nhưng mà lúc này ông đang đi thỉnh giảng ở Mỹ nên thoát nạn. Biết được Einstein đang ở Mỹ, lãnh sự quán Đức ở New York được chỉ thị thuyết phục Einstein trở về nước. Biết rằng nước Đức của hiện tại không còn là nơi dành cho mình nữa, Einstein liền viết thư cho Viện Hàn Lâm Khoa học Đức và từ chức viện sĩ. Einstein còn tuyên bố thẳng thừng rằng chừng nào Đức vẫn còn chế độ quốc xã thì ông sẽ không về nước. Tháng 3 năm 1933, phát điên với sự ngông cuồng ương bướng của Einstein, Đức sai cảnh sát Berlin đến đốt phá nhà của Einstein. Và đến cuối năm 1939, nhờ khả năng buôn dưa lê của mình, Einstein đã nghe ngóng được rằng tại Berlin đã diễn ra những cuộc họp của các nhà khoa học nguyên tử. Đức đang có kế hoạch triển khai một dự án nhằm tạo ra loại vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng. Đó là dự án Nazi, dự án chế tạo bom nguyên tử. Einstein hết sức lo ngại vì Hitler là một kẻ độc tài và cuồng chiến. Chính hắn đã xây dựng một nước Đức đầy hung hãn và luôn sẵn sàng say rết với chiến tranh. Nếu loại vũ khí khủng khiếp này rơi vào tay hắn thì chẳng khác nào là một án tử hình dành cho nhân loại. Cùng thời điểm này, Mỹ cũng đang dục dịch triển khai một dự án tương tự mà sau này được gọi là dự án Manhattan. Einstein đã mong muốn rằng Mỹ sẽ chế tạo được bom nguyên tử trước Đức để có thể nhanh chóng đánh bại quân phát xít. Và đó cũng là lý do vào ngày 8 tháng 2 năm 1939, Einstein ký vào một bức thư do Leo Szilard soạn thảo và cho gửi đến Tổng thống Mỹ Roosevelt. Bức thư có độ dài 2 trang với nội dung đại khái là cảnh báo Mỹ về một loại vũ khí mới có sức công phá khủng khiếp, kêu gọi Mỹ hỗ trợ nghiên cứu này và đồng thời nhắc nhở rằng Đức cũng đang làm điều đấy. Bức thư đã góp phần khiến Mỹ cảm thấy hứng thú với vũ khí hạt nhân. Năm 1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt sau một thời gian suy nghĩ đã chính thức phê duyệt cho dự án Manhattan đi vào hoạt động. Năm 1945, Mỹ chế tạo được bom nguyên tử và cũng đã thử nghiệm thành công. Trong khi đó, dự án Nazi của Đức phá sản. Đức không làm được bom nguyên tử. Lúc này Thế chiến thứ hai bắt đầu đi vào hồi kết khi Đức bị dập cho tơi tả và Hitler thì tự sát. Nhưng một người anh em khác của Đức là phát xít Nhật vẫn vô cùng ương bướng và nhất quyết không chịu đầu hàng. Mặc dù thế trận lúc này đều cho thấy Nhật sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Tức giận trước sự lì lợm đó, Mỹ đã đem quân đánh chiếm các đảo của Nhật rồi đem máy bay thả bom toàn nước Nhật, khiến Nhật Bản thương tích đầy mình. Tháng 4 năm 1945, Tổng thống Mỹ Roosevelt qua đời và Tổng thống mới là Truman lên nắm quyền. Truman thì không hề biết đến sự tồn tại của dự án Manhattan cho đến khi Roosevelt qua đời, và khi biết đến nó thì ông ta đã cân nhắc việc thả bom nguyên tử lên đất Nhật. Truman đề nghị cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Stimson chủ trì một cuộc họp bao gồm cả các nhà khoa học uy tín để cố vấn cho Tổng thống các vấn đề xoay quanh việc sử dụng bom nguyên tử. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1945, Stimson tiến hành một cuộc họp và thể hiện quan điểm ủng hộ việc sử dụng bom nguyên tử với lý lẽ rằng là nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc cuộc chiến tranh nhanh chóng và có lợi. Ngay lập tức, các nhà khoa học đã lên tiếng phản đối vì quả bom có sức công phá quá khủng khiếp và ném bom lúc này không khác gì một tội ác giết chóc. Một số khác thì đề nghị chỉ nên thả bom vào những vùng hoang vu để tránh thiệt mạng cho dân thường. Tháng 7 năm 1945, Truman quyết định thả bom nước Nhật. Tuy nhiên thì trước khi thả bom, vào ngày 26 tháng 7 năm 1945, Mỹ và phe đồng minh đã đưa ra bản tuyên bố Potsdam, buộc Nhật phải chọn hoặc là đầu hàng hoặc là gánh chịu một sự hủy diệt toàn bộ. Tuyên bố này đã bị Nhật Bản ngó lơ và chính phủ nước này vẫn kiên quyết không đầu hàng. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên là Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Và chỉ 3 ngày sau đó, thêm một quả bom nguyên tử nữa có tên là Fatman đã phát nổ trên thành phố Nagasaki. Sự kiện này đã khiến hàng chục ngàn người dân vô tội phải chết. Hai thành phố bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hậu quả của phóng xạ còn tồn tại cho đến nhiều năm sau nữa. Einstein lúc này vô cùng hối hận. Mặc dù ông không nghiên cứu, không thiết kế, cũng không tham gia vào bất cứ thành phần nào của dự án Manhattan, nhưng vì cho rằng chính bức thư của mình đã khiến bom nguyên tử ra đời, ông đã tự nhận hết mọi tội lỗi và sống trong day dứt đến cuối đời. Tuy không thể phủ nhận bức thư đó là một sai lầm rất lớn của Einstein, nhưng mà thực tế thì dù không có bức thư đi chăng nữa, sớm muộn gì Mỹ cũng sẽ nghiên cứu về bom nguyên tử, bởi lại những vấn đề về hạt nhân vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của các cường quốc lúc bấy giờ. Và biết đâu được, nếu như không phải là Mỹ mà là Đức thành công chế tạo bom thì có lẽ hậu quả còn kinh khủng hơn thế nữa. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment cho mình biết nhé! Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.